OK, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh trò GMT và hôm nay tôi chia sẻ với bạn một cái video đó là mẹo tìm chủ đề làm online và đây là một trong cái định hướng mà giúp cho các bạn có thể tìm kiếm đó là cái chủ đề hay giúp cho các bạn có thể nhìn một cái mô hình tổng quan trong cái việc đó là xác định làm những cái thị trường vệ tinh như thế nào để thúc đẩy cho những cái thị trường chính của các bạn và làm online thì chắc chắn là có rất là nhiều những cái lĩnh vực để cho các cho các bạn làm như là các bạn làm những cái hệ thống làm website làm affiliate làm YouTube làm Facebook và làm những cái công việc mà cộng tác viên rất là nhiều công việc như vậy thế thì để có thể tìm kiếm như thế nào và thực hiện ra làm sao thì hôm nay với lại cái phương châm chia sẻ là chia sẻ một phát một là tôi sẽ lựa chọn cái công cụ cái trang web mà người làm online không thể nào bỏ qua nó qua được cái trang web đó đó là Google Trend Google xu hướng và tôi sẽ thực hiện cho các bạn có thể theo dõi ngay và đây là những cái thứ mà tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm và trong google trend này chúng ta sẽ nhấn vào ok đây là cái giao diện mà google trend để giúp cho các bạn có thể khai thác tìm kiếm nội dung chủ đề và giúp cho các bạn có thể tìm ra được những cái chủ đề mà uh, kiếm tiền trên mạng online và đó là một trong cái mẹo mà những người dùng làm online mà muốn sử dụng công cụ miễn phí website miễn phí để tra thì sẽ không thể nào quên cái google trend này và rồi tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tìm kiếm và chắc chắn một điều bạn thấy rằng ở đây nó sẽ có cái mục đó là mục khám phá mục tìm kiếm thịnh hành nó sẽ là những cái nơi giúp cho các bạn thể khai thác và là người làm online thì các bạn sẽ không thể nào quên cái thuật ngữ nào thuật ngữ liên quan về vệ tinh các bạn làm website thì các bạn sẽ có vệ tinh các bạn làm youtube các bạn cũng sẽ có vệ tinh đó là những thứ gì đó là những website phụ đó là những kênh youtube phụ để giúp cho các bạn có thể làm đòn bẩy và kiếm tiền hiệu quả nhất và bên cạnh đó các bạn có thể áp dụng chính những cái chủ đề ở trên đây để có thể làm cho cái kênh chính của các bạn còn là một cái người dùng mới tinh các bạn khi muốn khai thác tìm kiếm một chủ đề thì tôi phải muốn chia sẻ với bạn một sự thật để có thể tìm kiếm được một chủ đề thông qua cái mẹo sử dụng google trend này là chúng ta phải thực hiện nhiều lần và làm nhiều lần bên cạnh đó các bạn phải nghiên cứu nhiều thị trường để rồi xác định ra bạn làm cái thị trường nào thì cái hiệu quả thành công hay tìm kiếm chủ đề của, của các bạn mới có còn nếu các bạn là một người đó là chỉ sử dụng có một lần duy nhất và đôi khi các bạn chỉ có nướt qua thì cái hiệu quả mà Google Chen mang lại cho bạn bạn không khai thác được thì đó là một điều cực kỳ phí trên cái cuộc đời làm online của các bạn đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn đấy tức là tôi ý tôi muốn nói các bạn phải thực hiện và hãy hành động hãy tìm kiếm để khai thác cái vấn đề đấy tiếp theo đó có một nội dung ở trên mạng online nó là cái nơi mà các bạn thể thấy rằng là ít ai họ sẽ cho các bạn những cái chủ đề mặc định sẵn. Thế thì các bạn khi đi tham gia vào những cái group có một cái mẹo đó là nếu như người ta xe chủ đề, người ta xe cái cây quất cái từ khóa. Nếu như mà các bạn có thể uh, thực hiện được, các bạn có thể vào trong cái mục khám phá này. Đó, xong các bạn sẽ gõ cái từ khóa đó nó ra đây. Đấy. Và gõ từ khóa đó đây, các bạn sẽ nghiên cứu và các bạn sẽ tìm kiếm. Để rồi xem xem là chủ đề đấy các bạn có làm được hay không. Nếu như làm được thì các bạn chốt cái kèo này. Và đây thì tôi sẽ quay lại và tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn việc đầu tiên liên quan về tìm kiếm thịnh hành. Tìm kiếm thịnh hành nó là một cái nơi giúp cho các bạn có thể tìm kiếm được xu hướng của người dùng ở cái ngày thời điểm hiện tại. Hôm nay là thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019. Thế thì người dùng hiện tại họ đang tìm những từ khóa như là liên quan về uh, cậu vàng, Google Map, uh, Tottenham rồi rằng là tai lạng thái nguyên đấy những từ khóa đấy thế thì để làm gì để bạn thấy rằng là nếu như vệ tinh của các bạn những cái website của các bạn nếu có thể viết về cái nội dung đó để kéo trao về thì bạn hãy thực hiện bạn làm nếu như kênh hút của bạn hiện tại nó có những cái chủ đề liên quan về cuộc sống liên quan về động vật liên quan về chó mèo hoặc là bạn là một cái người bình luận hay những người tổng hợp tin tức thì đây nó là cái nơi bạn có thể thấy là từ khóa này đang được người dùng tìm kiếm bạn có thể bám theo cái từ khóa đó vì đây gọi là từ khóa xu hướng từ khóa trend nếu như các bạn bám theo thì bạn thấy rằng là một cái xu hướng rất là tuyệt vời người dùng kéo tới với bạn một cách tự nhiên bên cạnh đó nếu như bạn phán đoán được xu hướng ví dụ như cái từ khóa cậu vàng này hiện tại đang người nhiều người dùng họ đang rất quan tâm và có thể đằng sau này đến vài ngày nữa hoặc đến vài tuần nữa hoặc vài tháng nữa họ vẫn quan tâm thì bạn thấy rằng là nó sẽ là một cái từ khóa hot để cho bạn có thể khai thác và khi bạn khai thác mạnh vào trong cái chủ đề đấy thì cái hiệu quả bạn thu hút được cái người dùng làm online đến cực kỳ cao bởi vì phương châm của người làm online đó là chúng ta cần traffic traffic thì bằng tiền thì đó là cái hiệu quả mà các bạn thấy rằng là tìm kiếm xu hướng thị hành của cái ngày hôm đó nó là như vậy bên cạnh đó thì chắc chắn là một những cái bạn nào mà từng đã làm về tin tức trên YouTube hay các bạn đã từng làm tin tức làm những vệ tinh website thì các bạn sẽ không thể bỏ qua được những cái vị trí địa lý chúng ta lựa chọn có thể là các bạn hướng tới thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ Thụy Điển rồi là Úc rồi là một số những cái thị trường khác các bạn có thể lựa chọn vị trí như tôi đang chia sẻ cho bạn trên màn hình còn khi các bạn thực hiện tìm kiếm trong cái vấn đề thịnh hành này tôi vẫn nhấn mạnh cho các bạn đó là nếu như chủ đề của các bạn mà nó phù hợp với cái từ khóa của ngày đó họ chia sẻ lên các bạn cảm thấy các bạn làm được thì các bạn cho vào kênh của các bạn còn nếu như các bạn mà cảm thấy không làm được thì các bạn không nên cho vào kênh không nên cho vào cái hệ thống của các bạn đó là một cách lựa chọn và cái thứ này thì các bạn phải thực hiện nhiều lần Thì các bạn mới hiểu ra được cái vấn đề đấy Tiếp theo Ở cái mục đó là mục khám, khám phá Khi vào trong mục khám phá như tôi đã nói là Nếu như ai đó họ cho các bạn cái từ khóa Thì các bạn có thể tra vào trong đây Các bạn so sánh và các bạn lựa chọn để các bạn làm kiếm tiền Còn nếu như mà người ta không cho bạn từ khóa Thì các bạn sẽ phải tự mày mò tìm kiếm Ví dụ cái từ khóa là sinh vật và tiếp theo đó là một từ khóa khác là từ khóa sinh vật có dấu và không dấu để các bạn lựa chọn bạn thấy rằng ở đây là những cái từ khóa họ đang tìm kiếm thế thì để có thể kiếm tốt nhất bạn có thể trỏ xuống cho tôi theo phương pháp là từ 90 ngày độ đại thường thường thì tôi sẽ chọn là 30 ngày và sau đó là bạn sẽ lựa chọn cái danh mục của các bạn đó danh mục các bạn có thể lựa chọn thông qua về cái việc đó là các bạn tìm kiếm xem là cái việc đó nó nằm ở đâu nó có thể nằm trong những cái mục liên quan về thú cưng về động vật hoặc nó có thể nằm ở trong cái mục nào đó hoặc các bạn có thể lựa chọn là tất cả danh mục tiếp theo đó thì bạn thực hiện bạn tìm kiếm trên website hay tìm kiếm trên YouTube đó ví dụ bạn tìm kiếm trên YouTube bạn có thể tra ra nó sẽ ra cái từ khóa đó cho các bạn và từ đó nó sẽ nọc kê ra cho các bạn lựa chọn là từ khóa nào phù hợp và đây là có thể 30 ngày các bạn cũng không phán đoán được là từ khóa nào sẽ là cái từ khóa tốt nhất các bạn có thể trò xuống đó là 7 ngày khi trò xuống 7 ngày bạn thấy rằng là từ khóa mà các bạn sẽ lựa chọn đó là những cái từ khóa nào áp dụng trong cái thị trường của của các bạn và khi bạn thấy là cái xu hướng nó tăng lên thì bạn sẽ lựa chọn cái từ khóa đó hay thị trường ngách đó để triển khai làm ví dụ đó là nếu như ai đó cho bạn một cái cử từ khóa một cái keyword để làm YouTube chẳng hạn thì bạn phải tra theo một cái form như vậy và rồi rằng nếu như ai đó cho một cái bạn một từ khóa lại nhấn nhá cho bạn một cái vị trí cụ thể thì bạn có thể lựa chọn cái từ khóa đấy nó nằm ở một quốc gia nào đấy ở đây là tôi ví dụ minh họa cho bạn một cái ví dụ như vậy tiếp theo đó là một cái người mà không ai cho từ khóa tôi sẽ quay trở lại tôi sẽ nhấn vào mục khám phá không cho ai bạn từ khóa nhưng trong đầu bạn xác định làm chủ đề bản thân ví dụ bạn thích làm về chủ đề về game tôi phía nữa là tôi chủ đề về game chẳng hạn và bạn thích chủ đề game nhập vai tôi có thể gọi trò chơi nhập vai khi nhấn vào trò chơi nhập vai này thì các bạn đừng bao giờ nhấn vào cái mục đó là tìm kiếm cụm từ tìm kiếm mà các bạn hãy nhấn vào cho tôi đó là trò chơi nhập vai chủ đề để làm gì bởi vì tôi đang hướng dẫn các bạn là một người dùng cực kỳ mới tức là không ai cho các bạn một vấn đề gì trong đầu các bạn chỉ nghĩ là cái chủ đề đó vậy thôi thì khi vào trong Google Trend này các bạn nhấn vào cho tôi vào cái mục đó là trò chơi nhập vai chủ đề khi vào đây rồi thì bạn sẽ thấy một cái điều gì? Bạn sẽ tìm kiếm với quốc gia của bạn. Nếu như bạn lựa chọn, bạn hướng tới thị trường nước ngoài. Còn nếu như bạn không hướng tới thị trường nước ngoài, thì bạn sẽ chọn cho tôi đó là cái cũng như tự thế bạn chọn cho tôi bảy ngày qua. Và đặc biệt rằng là cái trò chơi nhập vai này thì nếu như các bạn có được những cái keyword, những cái từ khóa chủ đề nước ngoài các bạn nhập vào đây, thì trò đến cái quốc gia đó nào đó của các bạn thì nó sẽ chính xác hơn. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng tiếng Việt để cho các bạn dễ hiểu nhất và bảy ngày. Tiếp theo đó bạn lựa chọn đó là cái lựa chọn cái danh mục trò chơi và các bạn muốn kiếm tiền trên YouTube, các bạn sẽ lựa chọn đó là tìm kiếm trên YouTube. Khi đến ở đây rồi thì bạn thấy rằng là nó sẽ xuất hiện ra một cái tham thumbnail cho bạn thấy rằng là chủ đề này đang được rất là nhiều người quan tâm, nó cũng có biên độ dao động khá là hay. Thế thì vào đây bạn sẽ tìm kiếm ra là thế thì những cái game gì họ đang triển khai họ đang làm. Vậy chúng ta đang tìm kiếm chủ đề mà. Thế thì tìm kiếm xuống đây bạn thấy rằng là nó sẽ có những cái mục mà gia tăng hay mục hàng đầu các bạn lựa chọn. Các bạn thấy rằng là sẽ có mục gia tăng và mục hàng đầu nó sẽ liệt kê ra những cái chủ đề để cho các bạn có thể triển khai làm bên cạnh đó những cụm từ khóa liên quan cũng như vậy những mục gia tăng rồi rằng là những mục hàng đầu để làm gì để bạn lựa chọn những cái từ khóa chủ đề của bạn một cách phù hợp và khi đọc ra được rằng là những cái từ khóa đó và các bạn thấy rằng những từ khóa có thể các bạn làm được các bạn copy paste các bạn sang YouTube bạn tìm kiếm để rồi bạn sắp xếp chủ đề và đó là cái cách để làm sao mà bạn thấy rằng là tìm kiếm chủ đề thông qua cái việc rằng là xác định từ khóa đó và trỏ xuống chủ đề đang gợi Google đang gợi ý là cách hiệu quả nhất để cho các bạn có thể tìm xu hướng làm online và đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn thông qua cái nội dung video này và mong rằng nội dung video đã hữu ích cho các bạn giúp cho các bạn có thể biết được rằng là cái cách để chúng ta khai thác chúng ta tìm kiếm như thế nào khi sử dụng Google trên và một lần nữa cảm ơn bạn đã theo video chúc bạn một ngày này. tuyệt vời xin tạm biệt tất cả các bạn